Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa. Hiện tại Phương Dừa đang có mặt ở xã Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 2021. Hôm nay thì đoàn của anh Tám Sang xuống xã Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ 500 phần quà cho bà con cô bác gặp khó khăn ở đây. Phương Dừa sáng giờ anh mới đi trao rồi, Phương Dừa mới tới đây. Chào anh. Cho em quay xíu được không anh? Em mới làm YouTube cho em quay xíu được không? Lấy luôn đạn luôn nè. Em ké clip rồi, ké view được rồi. Đổ em biết không, đổ đâu nữa đi. Bên rồi tôi có hả? Vậy bảo vệ rồi quà không thôi lấy nó về cho mất quyền. Em mấy gì cho nó an toàn. Chứ em phải ké clip được anh, kéo em kéo kênh em biết không? Mặc đồ bảo hộ mà phải mặc theo kiểu Phương Dừa là mặc đủ đạn lắm. Đó, mặc đồ bảo hộ mà chơi giày. Trời đất ơi. Chứ sao? Ông nội ơi, mặc là phải tao bích bùng hết luôn. Chứ nó tuột lên mà sao? Chứ cáo nó căng quá. Chờ chút xíu tôi lấy kìa bà con cô bác không quý anh kìa. Bà con cô bác thương anh kìa. Bắn chéo bắn chéo bắn chéo ơi. Phá nữa, thôi ghét con kìa. Trời ơi, bắn vô kìa nó mới đúng kìa. Mà bắn chút tầng lâu nha, trời ơi, ông nội ơi. Bắn lại đi phát cho người ta kìa. Vậy đó, đó. Trời mệt quá. Cái vô đồ thẳng liền. Nó bậy luôn. Anh khỏe hả? Anh khỏe hả? Giao lưu kìa lại tao. Bây giờ tranh thủ đi phát quà cho bà con. Rồi tao ơn rồi. Rồi bây giờ em chạy kêu quên chỗ mấy quý bạn đi ngõ tới chỗ điểm nào. Đi nè, đi bộ lại. Đi bộ đâu là bộ quân. Bộ gì xích? Rồi. Dạ. Rồi tiếp. Bữa nay là trung đoàn mấy vậy anh? Trung đoàn gia đình lực lượng vũ trang thành phố. À trung đoàn gia đình. À, hôm nay anh tắm à, bữa giờ anh kết hợp với lại trung đoàn gia đình. Nó nãy giờ quên chào. Lực lượng vũ trang thành phố. Tám đội đạn xin chào cả nhà nha. Anh Sơ. Dạ. Cho em hỏi hàng cái không? Dạ. Giống như là em đang ở xã Thông Dưới Thầy á, mà 3 tháng nay á, đúng không? Cho có một phần là tội nhiêu, 3 tháng nào không có cho. Em có lên mạng xin anh nữa mà cũng không được. Em lấy tờ giấy em ghi địa chỉ anh đi. Ghi địa chỉ bao nhiêu phòng với số điện thoại đi. Ở đó nhiều phòng lắm. Thì em 200-300 phòng lắm. Thì giờ mình phải cắt ra, mình phải cắt ra nhiều đợt. Rồi bây giờ nè, nhà trọ không bớt, không có cái gì, không có gì hết trơn á. Bây giờ văn nó không biết đường đâu đỡ. Nhà trọ. Giờ ghi anh cái địa chỉ với số điện thoại đi. Ha. Em ở nhà anh bữa đó nữa, em kêu anh đó mà cũng không được. Bây giờ ghi anh đi. Ghi em đâu có được. Mượn viết đi, mượn viết đâu đây đâu, mượn viết ghi anh đây gửi anh. Dạ em nói anh nghe, quyện xuống luôn, cũng không được gì. Nó nhiều đã đông quá người ta không hỗ trợ hết rồi mà mình ha ghi đi, ghi giấy đi. Thôi giờ em ghi giấy đi, nói chung là giờ thời buổi giờ khó khăn, nói chung là nó bị quá tải. Lấy tờ giấy em ghi nè, ghi giống bạn này nè, ghi tờ giấy ghi viết đi. Trời ơi khổ rồi. Mượn giấy. Vô mượn ơi viết người ta đi. Dạ. Có cho mình tổ chính phải không chú? Dạ dạ đây con này của anh Tám Sang con em không biết con biết dạ. Thì ở đây cũng có nhiều cũng nhà cũng khổ khó khăn quá. Này chút cho luôn hả? Đâu có cho anh. Cái này là quà của anh Tám Sang không phải quà của anh, dạ, anh không biết. Dạ, anh đang theo sự sắp xếp của bình xã. Dạ. Còn em với chú đây thì để anh về anh sắp xếp anh ta sao? Dạ. Xin lên gì cho cái tổ chính này là 10 phần đi chú. Ôi trời ghi con quên. Giờ gặp ngoài đường mà không vắc xin là không sợ. Bây giờ nhiều giờ khó khăn lắm cho nên là ủa sao đi hết rồi. Anh khóa cổ xe chưa? Xin một phần về cũng được. Về chia ra 3 phần em. Em còn đây phải không? Ngó xe mình đi nha. Em đi luôn hả? Em đi luôn hả? Ủa chứ không phải ở đây hả? Dạ, mình phát về dài lên luôn anh. Vậy thôi để anh chạy theo. Ok. Ok. Dạ? Không, này không có của anh. Của anh em phải chuẩn bị đàng hoàng. Không phải của anh nên xin. Cái này có người ta có danh sách rồi mình không có chen ngang được, không được khó lắm. Mình mà chen ngang vậy là tất cả bà con cô bác họ sẽ chen ngang nhiều lắm. Không được. Dạ. Dạ dạ. Hộ kinh đó giữ dằn luôn. Dạ dạ. Mà từ ở đây lên kinh cấp 2. Dạ ghi đi ghi chị để em đi tranh thủ đi. Ghi đi.
Dạ dạ. Không không ghi mang số điện thoại địa chỉ với số phòng nha. Điện tôi chữ đi, không cho gạo ăn, tôi chữ nó không có gạo cho mới muốn gì lại cả. Bởi vì đi ngoài đường thì bà con cô bác gặp lại dịnh lại. Để khi vừa lấy xe. Nhanh đi em gái ơi. Ghi tên luôn hả chú? Dạ. Ghi địa chỉ với số điện thoại được với số phòng được rồi chị. Nhanh nhanh em đi cái được rồi. Dạ dạ, chị ghi nhanh lên đi. Bao nhiêu phần nữa rồi? Rồi rồi. Cái này mọi người gọi lên giùm em cái nha. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi, rồi ok. Rồi, ok. Nhưng mà em đi đâu đây vậy? Dạ em làm trên đại học y dược á. Ủa vậy hả? Dạ bây giờ em đang về. Ờ. Nhưng mà mấy nay em không biết đường nào, em xin. Ờ rồi 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 rồi. Dạ rồi chị. Xin nhiều khương cũng không xuống. Em hả? Em xin anh hồi nào không được, có gọi tới anh chưa? Dạ em không có biết đường rồi. Xong rồi, thôi gọi tôi nhắn tin Facebook không có kiểm tra nổi. Có bữa đó em ghé nhà không anh biết cho anh đâu mà gọi. Bữa mà anh đang làm việc em xin anh nói đủ phần là không có tới anh nữa. Rồi, cảm ơn Phương. Rồi, 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 ok. Nhưng mà tại phải đăng ký chứ nhiều khi mình xin ngang không khó lắm. Rồi, bây giờ Phương vừa đi lên trên nha bà con cô bác. Dạ. Dạ bà con cô bác thân mến, đây là cái điểm phát quà thứ hai của anh Tấm Sang. Hôm nay là anh phát 500 phần quà, một phần quà trị giá cũng gần 400.000 đồng á. Bữa giờ anh đi phát cũng nhiều, anh kết hợp với trung đoàn gia đình á. Còn Khương Dừa thì Khương Dừa đi phát có mấy anh em Khương Dừa hả? Phụ vậy hả? Để chỉ mấy phòng đó đi để phát luôn cho. Ồ, phát nguyên xâm trợ luôn. Cái này người ta không thống kê trước bao nhiêu phần hả? Quân ủy ban. Bây giờ anh thấy phòng trọ là trao rồi. Dạ. Thấy phòng trọ là trao cho bà con ha. Trao hết thôi hả? Ừ. Thiếu là anh còn thêm. Bây giờ cái đây xin nó ví dụ là 500 đô mà thiếu mà anh sẽ cho thêm anh nữa. Anh đi kiểu này có nhiều cái hoàn cảnh là rất là tội nghiệp. Kiểu này là thiếu chắc. Kiểu này thiếu chắc. Nhưng, này, nhưng mà anh đi ở đây hôm nay một ngày ở đây hả? Đúng rồi, một ngày rồi. À xong hôm nay là xong đây thôi phải không? Không ngày. Có nghe Khương Dừa. Nghe nói ở hiểu rồi. Hiểu rồi. Nghe nói ở đây là sớm này là khu vực An Phú Tây là Khương Dừa trồng lưu đạn đây đó. Trồng gì? Trồng gì? Lưu đạn đại gia đó chú. Chắc hết anh em anh ạ. Lưu đạn đây với đại gia luôn. Đúng rồi. Ông coi chừng tôi nha, bữa nay là tôi xuống lại coi như là lưu đạn của ông. Anh lớn à, lớn rồi coi chừng gì. Thấy không? Tôi đem nguyên chế quân đội xuống luôn bắn tâm xét luôn. Lớn đi hỗ trợ anh nè. Để khiên phụ cho. Khiên đông khiên phụ cho. Thánh liệu nó để với em ngoại nè. Không mê em lắm. Rồi chị bước vô trong nhà, mấy nó để cho em làm cho. Nha. Lấy quà đây con Cường. Để em kiểm tra quà coi được không? Kiểm tra quà có gì không? Ha, để kiểm tra quà có gì không nha? Để kiểm tra quà có món gì nha? Ê, bấm vô coi chừng cái lưu đạn nha Cường. Không, để giới thiệu cho bà con cô bác biết quà của anh Tấm Sang có gì. Trời ơi, anh Dũ, bấm vô coi chừng. Cho anh xin một bịch nha bác. Ủa, nặng dữ vậy? Nặng dữ vậy? Nặng quá nặng hả? Nặng quá. Ồ. Gạo 10kg. Mì. Ủa, 1 kg vậy hả? Này còn đi xe cẩu nữa mà, gạo nè. Nóng quá à. Đây nè, cá mồi nè, dầu ăn nè. Rồi, nước cơm nè, nước mắm nguyên chai nước mắm luôn nè. Một lít nước mắm nè, bột nêm nè. Đây bột nêm. Nước tương nè. Tương. Ờ, gạo 10 kg hả? Đúng rồi. Combo 8 món. Nó có cái vỏ để dành đi chợ luôn. Vỏ này tao nhập ở Hawaii đó mày ơi. Ủa thiết kế luôn, dữ thiệt. Ờ, vỏ nhập ở Hawaii đàng hoàng á. Một cái vỏ tao mua 3 tỷ rưỡi. Quá dữ. Lưu đạn nữa bà con cô bác. Trời ơi nè. Bụng mặt. Quá dữ. Phần quà quá xịn. Lấy phần quà xong rồi có cái vỏ đi chợ xịn sò luôn á. Vỏ này hiểu. Dạ. À, chờ treo của anh chứ không phải là chờ neo nha. Chờ treo. Nhưng mà hết tiền rồi đi cho vỏ bự quá. Đi tiền đâu đi chợ. Đi hết tiền lấy cái vỏ đem ra cầm mà ăn được tiếng luôn nội. Cái này lấy vỏ đi xin á. Lấy vỏ đi xin. Có chữ đâu đàng hoàng á. Rồi cảm ơn anh em về nhé. Trả lời cho bà con của đứa cá bóp bây giờ đó. Thế đi nhận phần quà, cảm ơn anh nhiều.
khổ quá đi, khổ quá, phải giống ai tặng quà đi, xin có tặng quà Tám Sang à. Nặng chết. Con này phát chưa hết mà. Con này phát hết cho. Rồi xong rồi xong. Nặng gần chết. Nặng muốn chết. Nặng quá, 10 kg gạo lại khác không nổi. Thùng mì nữa. Yếu quá. Nhìn nó khúc trên rất mà mạnh mẽ nhưng mình không như khúc dưới. Mình khúc dưới mà hồn. Thằng cũng quá. Gì mà. Đi chung mấy với mấy anh mà dệt liệu hoài Thánh Liệu. Người đóng cửa lại, đóng cửa lại luôn rồi đừng có ra nhận quà. Ủa cái đòn mà tụi em để ý đừng có cho, đừng để bà con của bác đứng gần nó nguy hiểm. Dạ. Ừ. Nguy hiểm bà con, tại mình đi đây đi đó nhiều quá. Với nhiều khi có ca bị nhiễm dính vô đòn mình nó không tốt. Rồi để khiên vô phụ với em. Mấy hả? Đủ hả? Cái này đi theo hẻm luôn á. Rồi đi theo hẻm đi trao luôn bà con quá. Vô đây. Ông nước vườn Thánh Liệu. Nước vườn. Vườn vô của anh á. Vườn này vườn của anh á. Vẽ đi. Vườn của anh nó rồi vẽ đi. Xin trái vườn nha. Anh. Vườn của anh hả? Vườn này của anh hả? Vườn này của anh hả? Vừa của anh á. Vừa của anh phải không? Vừa của anh phải không? Xin trái nha. Lấy buồn đi, lấy trái. Vừa ngon ha. Mà treo có nổi đâu Thánh Liệu ơi. Nè kêu cái xe lại kìa, đứng lên thấy. Họ mới dép cho anh lỡ lên hả? Hả? Mới dép ra. Mới dép ra. Mới dép, mới dép. Làm gì nó la gan dữ hả? Quỷ. Làm anh bộ đội mắc cỡ đỏ mặt luôn à. Mới tính bợ cái mông nó cho nó leo lên mà nó lên thì quỷ. Phải để hôm nay Phương Dừa đi theo để tại vì ở đây là ở xã An Phú Tây chỗ Phương Dừa ở. Thì Phương vừa có báo anh Tám Sang để về hỗ trợ cho bà con cô bác ở đây thì mình đi theo, mình hướng dẫn rồi mình hỗ trợ để vừa hỗ trợ. Mấy điểm khác để mình em khiêng cho anh Tám ơi. Để nói mấy anh bộ đội nghỉ đi để mình em khiêng cho. À mấy điểm khác để mình em khiêng hả? Dạ giờ mấy anh vô nghỉ ăn cơm đi. Mấy đâu quan thầy cho xuống bụng đó. Mình em khiêng được rồi. Tám lụ đạn mà nó dám nổ mà trời. Bữa giờ con đi chào có hai ba người chứ mấy. À, quý khán giả thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 9 thì hôm nay thì sớm của Phương Dừa thì hôm nay là mọi người chích ngừa, được chích ngừa hết rồi thì chỉ còn có hai ba người chích đợt sau, anh Tâm với anh Út chưa chích, với vợ Sim chưa chích. Cho nên sáng nay là sáng sớm thì chuẩn bị 200 phần quà để gửi cho bé Trang rồi. 200 phần rau củ rồi kèm theo đó chuẩn bị 50 phần quà để gửi cho hai điểm ở dưới Bình Chánh với lại ở dưới Bình Tân họ lên họ nhận. Thì coi như hôm nay là Phương Dừa không có chuẩn bị quà như mỗi ngày nữa. Chuẩn bị xong hết rồi. Cho nên hôm nay Phương Dừa đi theo anh Tấm Sang để mình theo mình có hỗ trợ làm phố địa gì cũng được để đi trao quà cho bà con cô bác. Mỗi ngày thì con vừa trao cũng 200-300 phần. Rồi đi ở đây sâu non nôi luôn trời. Mấy chỗ này con vừa chưa bao giờ vô tới luôn. Các bạn bộ đội ướt hết luôn. Trung đoàn gia đình ha anh trai. Trung đoàn gia đình ha.
Bữa giờ mình đi cũng cả chục ngày hả? Đi hỗ trợ quà nè. Dạ, cũng nhiều quá. À. Em thì đi mới 2 ngày ạ. Đi 2 ngày hả? Đi bờ quận 10 với chia ra hả? Trung đồng mình chia ra mình hỗ trợ các quận hả? Dạ không, đi một đi từng ngày từng đợt á. À. À, bà con của bác ơi, ở đây là ở đây là cái dãy phòng trọ ở đây ở An Phú Tây. Thì vùng này của dịch cung dừa đi vô đây rồi sang chiếm độc rồi bắt đầu sang thống kê sang mua là hết những dãy nhà trọ này. Mua lần mua lại hết chỉ có 3.000 đồng tiền Việt Nam dãy phòng trọ này ở. Nhưng mà giao mất dịch không vừa nó quản lý nó lấy tiền nó lấy 3 tỷ một tháng. Nó vậy. Vô cho quà chưa? Ở đây có trao không? Đâu khiên vô em khung phụ cho. Xe đâu? Quà đâu? Đó lên về vô. Lên về vô hả? Còn mấy cái đường nhỏ để nó uống lượng nó mới vô tới cốt trong này hơi bị sâu. Đó, hôm nay nữa nè, quá trời luôn. Nắng quá. Ủa giờ anh Tấm Sang đi đoàn anh đi từ đầu dịch tới giờ mà cũng rất là may, cũng trời cũng thương mấy anh em cũng khỏe mạnh. Hello, con. Đi vô con, đi vô con, đi vô con, xích xích vô trong con, đừng đứng đi ra ngoài để mấy bác làm việc đó, nhiều khi mấy bác đi nhiều nơi á. Trời ơi, bận đâu nhộng hả? Có mấy ông cách ly, ông cách ly nhà, dọn nhà cũ nè. Nhộng không? Hàng kia bụi không phải rồi. Chống dịch tôi mấy tháng rồi. Cách ly về cho anh. Chưa, ảnh cách ly gần 2 tháng rồi. Trời. Mình. Tại vì em bị bệnh nền đó. Bình nền bây giờ mai mốt anh về mới dọn phụ anh. À vậy à. Qua khỏe hả anh? Qua được hả anh? Qua được rồi. Ồ vậy cũng bình thường. Bệnh lận. Bệnh phổi rồi tim huyết áp rồi tiểu đường nữa. Ở đây tiền nhà trọ mình nhiêu tháng? Ở đây 1.4 triệu, còn phòng đó thì tới 2.4 triệu đó. Vậy phòng đó 2 triệu. Thì mấy cộng tiền nước chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi mình ở đây né dịch mấy tháng rồi? Ở đây cũng 3 tháng mấy. 3 tháng mấy rồi, là 3 tháng mấy rồi. Tại vì giải phòng đây nhìn nó cũng khang trang mà con cô bác. Đâu quá. Đây sao có đi được hả? Đây phòng nhiều gì vậy? Nhậu. Hả? Cũng đây nữa nè. Phòng nhiều quá thôi. Nhưng phòng phòng đây nhìn khang trang ha. Dạ. Nhà mắt giá đó thôi. Anh trai đeo chân nhìn đi. Đây làm ngoài chợ Bình Điền hay gì cả? Làm ngoài chợ luôn. Còn một khu vực nữa thôi. Ở đây là ngoài chợ, làm ngoài chợ luôn. Cái khu ở bên kia cũng vậy. Khu bên kia luôn. Ủa chủ nhà trọ đâu hỏi? Chủ nhà trọ đâu hỏi có ca cách ly tại nhà không anh? Có ca nào cách ly tại nhà không? Dạ cách ly có ca cách ly chưa về. Có ca nào cách ly tại nhà không? Có ca nào cách ly tại nhà không? Bây giờ là về hết rồi. Tưởng có lô vô đây tôi nhậu là nhỏ lông luôn mà làm nội tôi nhậu chứ gì đó. Về hết rồi. Con đi nó bọng đi mình sẽ qua phát quà cho bà con nhé. Mấy cái điểm này điểm lớn rồi bà con quá. Khu này giữ kỹ nó không dám đi đâu hết đó là đó. Đúng rồi, mình giữ cái cho mình thì cũng là giữ cái cho mọi người xung quanh mà mọi người cố gắng giúp cái đề là sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình an toàn. Thôi, cảm ơn. Bây giờ còn cái lơ là cái là dịch không hết được mà ảnh hưởng đến sức khỏe là tính mình của mọi người nữa. Trong khi đó mọi người được chích hết mấy mũi rồi. Chắc mũi à? Cái này được 2 mũi. À đúng rồi, mới được 2 mũi. Ở An Phú Tây là được chích nhiều á. Nhân 8 mình qua được mũi thứ 2 nè. Tôi đi chống dịch đâu mà hôm qua mới chích mũi đầu. Ở đây được 2 mũi nhưng mà ông xã chích mũi. Bà con còn sớm của tôi nữa, tôi trong cái phục vụ chống dịch tiến đầu mà tới nay tôi mới chích ngày hôm qua được mũi đầu tiên. Cho nên là thấy cho mọi người chúng ta cố gắng, rất nhiều người cũng không được như mình đâu. Cho nên phần của mình thì mình trách nhiệm mình phải cố gắng. Nhưng mà không có thể lơ là một chút xíu là được hết. Cái quan trọng là tất cả mọi lực lượng, tổ chức nhà nước, các lực lượng của gì rồi các bộ phận khác đều mong muốn là đem những cái lúc đó mà con thấy khó bớt đi vơi khó khăn nhất đó, thì mà không muốn để mà con thấy cái kẻ thế này được cho nên là rất nhiều của mọi người cũng là cũng có trách nhiệm với nhau rất là cố gắng. Nhận tiền trợ cấp chịu gửi chưa? Đây nhận đầy đủ hơn mà ở đây chịu gửi hả? Có chịu gửi có chiều không? Chiều thùng nổi rồi chứ con gái ở dưới quê còn hơi đông á. Không, em bây giờ còn mấy đứa giờ còn dưới. Hai đứa với cha mẹ chồng rồi.
hai đứa lấy 500 muôn sữa cho nó bú được rồi. Anh nó này con nó 50 đứa là anh kia chịu đi anh nó mua sữa cho con bú. Rồi tiếp tục lấy vợ hoài vô. Rồi mình ăn cơm tiếp tục ăn cơm đi. Xí vô hả? Đi qua đây, đi qua đây chưa? Cho xe con vô đi, xe phải ra đây vô. Cho xe về đi, con vô. Cái này xe vô khó, xe hòa vô hơi khó. Ông ngồi đây ngồi nói chuyện chút chứ rồi. Đi ra coi xe hòa cho bà con các bác. Hồi sáng Khương vừa tính có mấy anh em chưa chích á, Khương vừa tính nói mấy anh em xuống hỗ trợ để đi khiêng hòa phụ, nhưng mà anh Tấm Sang nói ở đây có mấy anh cũng đông, cho nên là con Khương vừa xuống để Khương vừa theo thôi, theo cập nhật tình hình là. Trời ơi vô xe khó quá. Không, nữa đi. Nữa luôn. Rồi lấy tiếp xíu nữa. Rồi ngay nắp cống á. Được rồi. Được rồi. Rồi cực quá. Xe này xe thể thao đi. Này phải xe Khương vừa đi mới dễ. Xe Khương vừa có xíu, lấy xíu mà chở không đi như quà. Vận chuyển, trung chuyển à. Trên dây điện á. Điểm này chưa hả? Điểm này chưa. Sao ha? Dạ. Ủa điểm này chưa phát hả? Chở vô nữa hả? Ý là một khu, em nghĩ là một khu nó đã vô khu nào thì gắng cố gắng phát xong khu đó. Mình vô thấy liền đó anh em phát luôn. Dạ. Cho nên chứ còn phát trước. Dạ hả? Chứ em sợ ở gần cái bên đó. Nhiều khi bà con cô bác người có người không ta cũng buồn. Xe đi vô rồi mở xe ra bây giờ đúng luôn á. Xe bây giờ đúng á. À cái này tưởng đâu mùa này mà anh in được cái bao này cũng giữ thần ai về anh in cái logo anh dán lên. Này anh mua cái bao đúng không? Năm phòng rồi, đưa năm phòng luôn. Đây năm phòng nè. Năm bọc thôi. Rồi. Năm bọc ai phòng nào? Phòng này. Ôi cái này mình phòng nào em? Ở bên đây, trên đây. Có phòng này có nè mà anh chơi. Có phòng này không có thôi. Thôi tới thôi để cho người ta luôn đi. Ông nói có đó, có đúng thằng nào đó. Có nào cái nào đó.
mấy anh nói có rồi, rồi để đi. Sao giờ đi chơi, giờ dịch mà đi chơi gì? Không có. Chị dâu có bà qua nó qua phụ nấu cơm nước chị nó giải bên đây nè. Vậy hả? Giải sau lưng này nè. À. Tưởng đi. Nó quẩn chưa đưa về. Tưởng đi chơi chứ. Không có, giải với cặp này nè. Chị kêu về. Mẹ không kêu về nhân quà. Nó hỏi cô Sáu biết dạ. Mà đâu nó giống đâu. Dạ dạ. Thì ai có cái này quên tắp sang mình quên. Để anh sắp xếp. Mấy anh em ở ngoài có ai cũng chẳng anh Cương vừa chạy nước. Nước là như vậy. Chạy nước nào vậy? Mấy anh em ở ngoài lấy khẩu trang nhé. Buồn cái mấy anh em ơi. Hết khẩu trang à? Đứt khẩu trang à? Đứt rồi. Thở quá mà đứt khẩu trang luôn. Trời ơi. Anh không làm kìa, không có kính trắng rồi đó hả? Không có nào thì cầm chỉ còn theo xịt chân vậy. Lêu. Không mẹ. Chạy dạ. Con trai xích vô con xích vô con. Xích vô đi con trai. Con trai xích vô con, xích vô con. Để mấy bác làm việc. Mấy bác đi tùm lum chân, còn đứng gần nguy hiểm. Nè. Nè nè lấy cái tay quýnh. À, khổ nè. Anh cứ nè. Ơi. Hả? Ôi nó chạy tùm lum ơi. Tại mày đập chi vậy? Nè xịt xịt tay cái đi cho mượn xịt cái anh. Dạ, xịt xịt em cái anh. Cảm ơn anh bộ đội. Chỗ nó vô không? Em ơi. Con chặt cho. Ủa xong rồi hả? Bảy đâu lấy cái này đi. Còn chở vô nữa hả? Ừ. Còn chở vô nữa hả? Còn chở quà nữa phải không sao? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Chưa đủ không? Chưa đủ, chưa đủ. Nam đánh gà đến nó chặt mình á, nó cầm dao nó quất mình luôn. Nói nào lấy giùm cái khẩu trang đi, đất rồi. Hết rồi. Cái bệnh này chạy nước. Mày chặt cái vừa, mấy cái mà nói tao chạy nước, mày khùng hả? Rồi, tức điên. Anh ơi, nè, uống đi. Nó chặt tới vừa nhìn thấy xấu quá luôn. Ok, trời ơi, cảm ơn, cảm ơn. Chặt tới vừa xấu quắc hay thôi, không 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 muốn uống luôn á. Uống luôn rồi. Mà chặt lỗ nhỏ quá hả? Nhỏ quá. Bộ bự đi. Ủa xe đang chở vô hả ta? Để đi ra đây nha bà con quá. Có xe chở hàng vô như thế nào? Để cho hai thầy trộn nước dừa đi. Kìa xe vô kìa. Xe này dễ hơn à, xe này ngắn hơn. Xe này ngắn hơn. Bấm rồi 7 phần vô trong nhà này nè. Em vô luôn á, 7 phần á. Đây rồi, hả? Sắp hết rồi. Không sao đâu. Sao đâu chứ. Cái phụ đó. Quà nè. Đó. 2 phần nữa anh. À có 1 phần rồi. Phần này chưa có ha. Rồi chuyển lên trên này cho từ trên này tới bên này. Bên này chưa có luôn đúng không? Đây, chào con gái. Đây là cái phần quà của Hội Truyền Miền PDS cùng với lực lượng chức năng của thành phố thì em là một công đoàn gia đình. Đó, thì gửi đến là tấm lòng yêu thương, gửi đến những quà nhỏ nhưng mà chỉ có tinh thần là có chia sẻ mọi người. Ở cùng cũng chia sẻ, có chút người sức khỏe nhé. Con phân đó hả? Cửa nào được, cửa nào đóng cửa. Đúng. Đóng cửa hả? Đóng cửa.
Còn đây có chưa? Đây có rồi. Đây dạng phòng trọ, đây phòng trọ nó lớn nè. Phòng trọ này ở được nhiều người nè, có gác nữa. Cho nên nó đắt hơn so với những phòng trọ khác. Dạ rồi quý bà con cô bác thì đó, sáng nay Phương vừa đi một xíu, chắc Phương vừa đi với anh Tấn Sang một đoạn nữa chứ Phương vừa cũng sẽ đi về để cho anh làm việc. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video của Phương vừa nha. Chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.